Chào các cụ nhá. Chào các cụ yêu nan trên toàn quốc. Mình ở vườn nan Khai Phong đây. Hôm nay là cái video này cho các cụ thưởng thức cái hồng mỹ nhân nhá, cái bông hồng mỹ nhân đang sắp lở rất là đẹp. Chắc cái này là khoảng độ tầm mai hoặc ngày kia là nó căng thì là các cụ sẽ được thưởng thức. Năm nay nói các cụ nào có nhà, năm nay nếu mà cụ nào mà thưởng thức nan ấy thì mình cam đoan các cụ rằng có nhà năm nay về những cái bông của những cây phi điệp, cây nan nói chung và phi điệp nói riêng, đặc biệt là phi điệp nhé, thì năm nay là cái cây phi điệp ấy là sẽ có cái mặt bông đẹp nhất trong các cây trong các năm trở lại đây, đặc biệt là coi như là 3 năm trở lại đây các bạn nhé, 3-4 năm trở lại đây. Vì lý do tại sao là mình nói câu ấy là với các cụ là lý do thế này. Như các cụ thừa hiểu rằng coi như là về cái chuyện nan năm ngoái năm kia ấy là rất là sốt và giá rất là cao. Chính vì thế coi như là về cái chuyện để mà thưởng thức những cái bông hoa ấy, thì là những cái giới kinh doanh nan vẫn có cái câu gọi là lệ rơi. Chính vì thế họ không để những cái bông hoa của cây phi điệp ra một cách tự nhiên các bạn nhé, không để ra một cách tự nhiên. Họ thông thường họ dùng thuốc họ kích hoặc coi như là ép ra, tức là đều có tác động của con người, không mang một tính chất tự nhiên. Đấy. Chính vì thế coi như là dẫn tới bông hoa trông nó lở một cách rất là khổ sở, thảm hại các bạn nhé. Đây các bạn, trước mắt các bạn là một cái bông là hồng mỹ nhân đây. Hồng mỹ nhân của mình lở năm nay là năm thứ 2, thứ 3 tại vườn, năm thứ 3 tại vườn mình rồi. Bạn nhìn này. Rất là cánh mình để tự nhiên, rất là chưa cần nở, cánh đã hôm nay bao giờ hé, cánh đã rất là bay rồi, rất là đẹp rồi. Thì mình nói cam đoan các bạn, mình mai ngày kia mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái bông hoa này. Thì mình thấy các bạn rằng coi như là hồng mỹ nhân là một cái bông vẫn là cái hoa rất là đẹp. Chẳng qua những cái bông không đẹp là do tác động của cái thuốc rất nhiều không? Vì thế coi như là mình khẳng định các bạn rằng năm 2022 là coi như là phi điệp nói riêng và lan nói chung, đặc biệt là phi điệp sẽ có một cái khuôn bông đẹp nhất từ trước đến giờ. Đấy. Khả năng sang năm khi nó còn đẹp hơn nữa, nhưng mà năm nay mình tin chắc rằng nó đẹp rồi. Đấy là cái yếu tố là do những cái thuốc men tác động của con người. Đấy. Cũng bởi lý do vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền, vì lợi nhuận, họ phải làm như vậy để mà cái như là có cái đồng tiền. Dĩ nhiên là nó sẽ thiệt thòi cho người chơi. Từ năm nay kể cả những cây giống, con giống thì các bạn mua nó sẽ phát triển tốt hơn mọi năm rất nhiều. Hoa sẽ đẹp hơn. Đấy. Ngoài cái việc về cái vấn đề giá cả nó dẫn tới coi như là sử dụng cái thuốc ấy để mà kích. Đấy. Thì coi như là các bạn phải nên nhớ rằng nó cũng là coi như là một số những cái thủ thuật. Nhé. Mình nói các bạn này, nó cũng nhiều cái thủ thuật của một số người không nhỏ là coi như là dùng những cái biện pháp ảo hoặc là dùng những biện pháp gắn keo hoặc là dùng những biện pháp coi như là chỉnh, tức là gọi là chỉnh qua Photoshop này hoặc là chỉnh qua những kỹ xảo hình ảnh làm cho cái bông hoa đẹp hơn. Còn đối với quay như thế này thì là nói các bạn thì không bao giờ có trường hợp như đấy. Thế các bạn nhé. Những cái đối với những bông mình các bạn nhìn thấy nhiều những bông tiền tỷ.
Đấy. Hoặc thậm chí có như bông ví dụ bảo duy là hay là coi như là người đẹp không tên chẳng hạn. Hay là coi như là những cái bông mày ngài chẳng hạn. Hay là những cái bông coi như là vân vân, mình không nói nữa, thôi mình không nói. Nhìn thì coi như là đẹp đấy thôi, nhưng mà thực tế họ quay lên trông nó rúm ra rúm gió. Nhiều người lại còn nói mình là trông như sâu gióm. Bởi vì lý do họ tác động thuốc quá nhiều các bạn ạ. Lý do tác động thuốc quá nhiều. Mình hứa các bạn cái bông này là 100% tự nhiên. Mà nó hé ra nó đã như này rồi. Các bạn nhé, nó hé ra nó đã như này rồi. Đấy, hôm nay bắt đầu mới hé mà bây giờ tới gần trưa nó mới hé này. Mai hoặc ngày kia, nhất là ngày kia sẽ căng. Thì mình sẽ quay lại một cái video cho các bạn thưởng thức cái bông này. Đấy là hồng mỹ nhân các bạn nhé. Đấy. Hồng mỹ nhân là một cái bông hoa rất là đẹp. Đấy. Nó có xuất xứ từ coi như là rừng Myanmar và thông qua coi như là đất nước Thái Lan và coi như là nó du nhập về Việt Nam. Chính vì thế coi như là nó được mang cái tên là hồng mỹ nhân. Đấy. Do người Việt Nam đặt. Đấy là cái mình nêu một cái video này để cho các bạn biết rằng coi như là tại sao năm nay phi điệp các bạn sẽ thưởng thức được những cái bông hoa đẹp nhất. Tại vì làm sao những mọi năm thì cũng ít nhà vườn, nó giá cả đắt đỏ thì nó cũng ít nhà vườn để những cái cây như này để mà thưởng thức hoa. Đa số là họ cắt hết các bạn ạ. Đây này, họ cắt hết như cây này, như này mình cắt đây. Để coi như họ ươm ki các bạn nhé, chứ họ không để hoa nở thành hoa để lợi nhuận nó thấp các bạn ạ. Đấy. Nhưng năm nay là nó ngược lại, thì các bạn sẽ được thưởng thức những cái chậu hoa nó mang tính chất nghệ thuật, những cái bông hoa nó mang tính chất tự nhiên các bạn nhé, từ những hàng coi như là Phú Thọ HO cho đến những cái hàng bông cao cấp khác. Thì dĩ nhiên những cái bông cao cấp thì nó coi như là nói các bạn sẽ ít được thưởng thức cái hoa tự nhiên hơn các bạn ạ. Đấy nhé. Còn nó Phú Thọ HO thì năm nay thì các bạn thì thôi rồi, các bạn cứ chú ý xem ở trên mạng các bạn nhé. Đấy. Thôi video này mình xây dựng đến đây kết thúc để muốn khoe các bạn một chút và muốn tâm sự với các bạn một chút về cái khía cạnh về cái cây hồng mỹ nhân ở vườn mình chuẩn bị nở theo một cách tự nhiên, không có một chút thuốc nào các bạn nhé. Cây hồng mỹ nhân là một cây rất là sai hoa. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là quyến rũ nhé. Đây em ấy mới hé, bắt đầu là sáng vẫn còn cụp, bây giờ đã hé rồi. Thì là mai ngày kia nó lở căng hết thì mình sẽ quay một cái video nói về cây hồng mỹ nhân thêm rõ cho các bạn thưởng thức các bạn nhé. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào các bạn.